Đồng hồ. Hello tất cả mọi người. Lời nói đầu tiên cho Hồng Lý gửi lời chào đến cả nhà yêu thương trên kênh Sức Sống Mới và kênh Đêm Trăng Sáng 15 nha. Bây giờ điểm hẹn lại lên thì bắt đầu ngày mai chúng em sẽ bắt tay vào công việc nữa nha cả nhà nha. Thì trước tiên gửi đến thông tin đến mọi người mà cái phần ngày mai em đón như thế nào á, thì thường thường là mọi người cũng đã biết là mỗi lần mà khi mà chuẩn bị mà chúng em ra một cái sản phẩm nào đó thì chúng em thường thường là hay quay cái phần gọi là hậu kỳ, hậu trường rồi cho mọi người xem. Thì hôm nay em sẽ quay sơ sơ cho mọi người, và trước khi quay thôi mình chọn có gì nhớ khúc nào mình làm khúc đó nha cả nhà. Đây chị Tú Trần ơi, chị Tú Trần á có ủng hộ cho kênh, cho cái web bán đồ á Văn Linh Store. Chị Tú Trần đó là ủng hộ 10 cái là cái bên cái web đó đó là ủng hộ cho cái gì Thái, bên nước nào Thái chứ không nhớ rõ. À, Châu Phi ủng hộ kênh của Văn Linh Store để ủng hộ cái số tiền đó đó vào để là cái giống như là chiết khấu ra đó để giúp đỡ cho các em Châu Phi được đến trường. Vì vậy là em đã làm theo ý của chị Tú Trần thì đã đặt 10 cái rồi. Thì hồi nãy giờ đâu coi, chị vào lấy một cái, tặng chị vào một cái, rồi em tè một cái, băm pin một cái. Chứ em lấy cái áo này là chị Tú, em định làm là vô cái hội nấu ăn luôn, là cái giống như là cái ý nghĩa đó mà chị Tú Trần tặng á. Thì em nói là thôi mọi người lấy một cái, thì chị Tú Trần nói hôm bữa chị Tú Trần nói là em cứ chỉ là ủng hộ thôi, còn 10 cái đó em cho ai thì em cho, nhưng mà áo này em bận không có vừa đâu, cái size của em lớn lắm thì chắc em không có bận được. Thì cho em tèo nè, chị giàu nè, rồi băm pin nè, thì bận giống như bận nấu ăn thì em kêu là cái ngày nấu ăn lấy cái áo này ra bận sẵn này, cũng giống như là cái ý nghĩa chị Tú Trần ủng hộ cho kênh đó để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở Châu Phi. Thứ hai nữa có một cái ý nghĩa là mỗi lần từ thiện thì có cái áo này bận thì sẽ nhớ đến chị Tú Trần đã ủng hộ cho nhóm chúng em mọi người một cái áo nha chị Tú Trần nha. Cảm ơn chị Tú Trần, thì em đã nhận đủ rồi 10 cái rồi nha chị Tú Trần. Cảm ơn chị nhiều. Đó. Và tiếp tục thì nói về áo của chị Tú Trần tặng thì không biết nó nói xong thì mình quay lại cái vấn đề là từ thiện của ngày mai. Thì mọi người á, hôm bữa Hồng Lý có cập nhật ở trên Facebook của Hồng Lý, thì là Hồng Lý định làm một tháng. Thì Hồng Lý ăn chay 4 ngày, đó là ngày 14, 15 và 30 mùng 1. Thì sẵn thì Hồng Lý muốn gọi là hàng tháng mình sẽ kêu gọi nấu chay vào 4 ngày đó. Còn những ngày mặn á, thì Hồng Lý cũng thường nói giống như những lần trước á, anh chị nào mà biết Hồng Lý mà làm từ thiện về nấu ăn á, thì anh chị nói là Hồng Lý điện thoại là Hồng Lý ơi, anh muốn nhờ Hồng Lý nấu 100 phần, 200 phần gì đó. Thì Hồng Lý nấu bất cứ lúc nào, đồ mặn theo ý anh chị là ở cơm sườn hay là cơm gà gì đó thì theo ý anh chị. Còn hàng tháng Hồng Lý sẽ kêu gọi vào ngày 14 và 15, 30 mùng 1. Còn nếu như nhiều thì Hồng Lý sẽ chia ra 4 ngày đó. Còn nếu mà ít thì Hồng Lý sẽ làm vào ngày chánh 15 và ngày mùng 1 nha cả nhà nha. Thì ngày mai khi phát á, một cái clip của ngày mai Hồng Lý mới cập nhật thông tin của anh chị em nào ủng hộ. Tại tới bây giờ thì cũng chưa có chốt hết được đâu. Vì vậy là Hồng Lý chỉ có làm cái khâu chuẩn bị thôi. Và sẵn đây vui vẻ thì Hồng Lý tâm sự với cả nhà chút xíu. Thì mọi người biết là thường thường cái thiện nguyện của Hồng Lý là như thế này nè. Hồng Lý đến những cái hoàn cảnh khó khăn, Hồng Lý kêu gọi cho các anh chị, cô chú, các em hoàn cảnh khó khăn á, Hồng Lý kêu gọi. Thì thường thường là anh chị giống như chị Tú Trần đi, Hồng Lý ơi chị gửi 2 triệu, rồi anh A gửi 2 triệu, anh B gửi 2 triệu. Thì mọi người nghĩ là có một, Hồng Lý đang nói nha, có một số người á, sẵn đây Hồng Lý nói luôn là có một số người nói là gửi tiền từ thiện. Thì đôi lúc Hồng Lý chắc có cái gì trong đó, thì giống như là nhiều người thương thì kia không cần giải thích. Nhưng mà hôm nay có những người mới sau này mới đăng ký vào kênh Sức Sống Mới và kênh Đêm Trăng Sáng 15, thì nhiều người không hiểu thì thấy những cái bình luận đó họ sẽ bị gọi là họ bị hoang mang. Thì Hồng Lý cũng nói luôn, thường thường những anh chị mà đồng hành cùng Hồng Lý á, là khoảng 3 ngày 4 ngày Hồng Lý đã đi trao rồi, Hồng Lý đã đi trao tiền rồi. Vì vậy là mọi người cứ nghĩ đi, chỉ tới chừng 2 triệu, anh A 2 triệu, anh B 2 triệu, anh Simi 500, 1 triệu gì đó, không nói ví dụ đi. Thì mọi người nghĩ là Hồng Lý có dám mở miệng lên là Hồng Lý nói chị Tú Trần 1 triệu rưỡi nha mọi người, anh A 100, chị B 100 không? Không bao giờ Hồng Lý dám nói điều đó. Nếu Hồng Lý nói điều đó là chắc chắn anh chị sẽ bình luận vào phía dưới là Hồng Lý đọc không đúng thông tin về cái số tiền chị gửi. Mọi người công nhận cái điều đó không? Vì vậy bây giờ 3-4 ngày sau thì Hồng Lý đã đi trao tiền. Hồng Lý đại kỵ nhất là giữ tiền của các mạnh thường quân. Hồng Lý thật sự, tại vì Hồng Lý xài tiền á, nói thực tế hôm nay luôn, Hồng Lý xài tiền rất là gọi là lộn xộn. Vì vậy là khi anh chị nào gửi tiền cho Hồng Lý là Hồng Lý tranh thủ những cái tiền từ thiện
Hùng Lý đẩy đi liền, đẩy lên tất cả những người nào gửi cha cha, Hùng Lý gửi liền. Tại vì tiền của Hùng Lý có xài riêng của Hùng Lý không thích mà bỏ trà trộn chung vô. Rồi mình tưởng tiền của mình này nọ, rồi mình nghĩ chắc còn nhiều quá cái mình xài nhiều. Bởi vì vậy là Hùng Lý không có giữ tiền. Và thứ hai nữa, chắc chắn Hùng Lý không bao giờ thông báo sai thông tin. Tại vì cả nhà gửi 3 triệu mà Hùng Lý thông tin là chị ơi chị gửi 2 triệu là cả nhà biết liền. Rồi thiếu tên mình là cả nhà cũng biết liền, đúng không? Rồi với lại Hùng Lý cập nhật cái thông tin trước, Hùng Lý đi kêu gọi cho cái người đó đi. Chị ơi em hôm nay em đến đây em kêu gọi cho chị. Thì chắc chắn những người gửi tiền cho Hùng Lý, người ta sẽ chờ cái clip sau. Cả nhà công nhận cái điều đó không? Thì người ta sẽ coi cái clip sau khi Hùng Lý trao tiền mà không có tên người ta, chắc chắn người ta sẽ bị hoang mang. Và nó sẽ có cái sự gọi là bùng nổ lên liền. Hùng Lý chưa hề bị cái điều đó. Và chưa hề bị bất cứ một anh chị nào trên kênh mình đã nói là gửi tiền cho Hùng Lý mà Hùng Lý trao không đúng. Chỉ có những anti vào bình luận là nói là Hùng Lý như thế này thế kia, là những đó là những người gọi là phương trời xứ lạ, là Hùng Lý không biết là ai hết. Nhưng mà Hùng Lý chỉ nói là giống như cho những người vào đăng ký kênh sau, những người đăng ký mới, để cho mọi người không có hoang mang. Và điều thứ hai nữa là Hùng Lý đã nói hôm nay là cái clip này về từ thiện thì Hùng Lý nói sẽ chốt lại luôn. Và sau này những cái bình luận của anti Hùng Lý sẽ không trả lời nữa, và chỉ thả tim và cảm ơn nữa, không bình luận nữa. Và những người sau nói Hùng Lý như nào, Hùng Lý đi chợ á, về từ thiện Hùng Lý có dám đi chợ để trả tiền cái ngày đó là ra chợ, quay đi chợ, clip đi chợ không? Thì những anti nói câu đó chẳng khác nào đang kiểu như mà đang tiếp tay cho Hùng Lý. Thì mọi người nghĩ đi, làm đi chợ thì rất là khó, là làm gì cái tâm thôi. Chứ Hùng Lý đi chợ nè, mọi người nghĩ đi, hồi ra quải, ví dụ như bây giờ sườn bình thường nè, Hùng Lý kêu người ta chặt tầm trung bình là 1 kg là 10 miếng. Mà cái ngày đó Hùng Lý ra đi chợ, đúng không? Hùng Lý kêu người ta chặt 7 miếng 1 kg, hơn 1 kg. Hùng Lý kêu chặt dày thật là dày lên, chị cân chị đếm miếng cho em, khoảng 350 miếng, cân lên trên 50 kg, được không? Cái ngày đó nếu mà Hùng Lý thật sự Hùng Lý là người xấu, Hùng Lý cân 50, trên 50 kg, thì rõ ràng cái ngày đó là cái số tiền thịt không mà cả 6-7 triệu bạc. Rồi nào là tiền bì, nào là tiền cơm, tiền hành lá, tiền bột ngọt, mắm muối đường, thì nó sẽ ra gần 9-10 triệu. Nhưng mà mọi người thấy là có khi nào mà Hùng Lý đăng lên trên một cái từ thiện á, Hùng Lý chưa bao giờ đăng cái giá tiền mà Hùng Lý làm mà cơm sườn mà 300 mấy chục hộp á, chưa bao giờ cái giá tiền tới 8 triệu nữa. Ngày đó mà thịt mà chặt vừa vừa là tầm 6 triệu mấy, là đã ra được là mấy trăm hộp cơm rồi. Hùng Lý hạn chế tối đa tiết kiệm cho các mạnh thường quân đã đồng hành cùng mình. Còn nhiều người nói anh dám quay không, anh dám quay lúc đi chợ không? Nếu mà quay đi chợ chẳng khác nào là Hùng Lý được tăng cái giá tiền từ thiện lên nữa đó mọi người. Tại vì đi chợ quá nhiều, trả tiền thịt 6-7 triệu, rồi tiền bì tiền đồ nó ra thành cả chục triệu luôn. Tại ngày đó nếu mà thực sự mà Hùng Lý là người xấu thì Hùng Lý sẽ tự sắp xếp ngày đó kêu chị ơi em làm hôm nay từ thiện, nhưng mà chị chọn thịt dày dày cho em, thì người ta nhặt 7 miếng 1 kg, thì trăm nếu mà ra được 350 hộp cơm sẽ ra 50 kg thịt. Bởi vì vậy là Hùng Lý không phải là giải thích nha mọi người, nhưng mà Hùng Lý đang giải thích là những người mà đăng ký kênh mới á, thì có những cái bình luận sau thì nhiều người ta hay hỏi vô, ta hỏi là ủa có thiệt không, có thiệt không, vậy vậy vậy. Thì lâu lâu Hùng Lý làm một cái clip đó để mọi người tự khảo sát và tự tìm hiểu. Còn nói về đi chợ mà kêu mà nói là quay đi chợ, chắc chắn mà nếu Hùng Lý là người xấu thì sẽ không bao giờ mọi người sẽ tìm được cái kẻ xấu đó đã nấu cơm và làm từ thiện từ cái tâm. Còn để mà gọi là mọi người mà kêu đi quay, ai mà không sắp đặt kịch bản được, đúng không mọi người? Còn về cái số tiền mà trao cho các nhà hảo, các hoàn cảnh khó khăn á, thì 1.000 Hùng Lý cũng không dám đọc sai. Nó đọc sai là sau này là kênh của Thái là bị gọi là bị phà nát kênh liền. Vì vậy là các anti ơi, Hùng Lý cũng nói luôn, nếu mà Hùng Lý làm gì các em mà cảm thấy không thích ha, thì các em cứ bình luận bình thường. Nhưng mà Hùng Lý khuyên một câu, đừng bao giờ chửi thề. Nếu mà mọi người chửi thề, Hùng Lý có quyền Hùng Lý xóa cái tin nhắn đó, và Hùng Lý gọi là kích cái nick của em ra luôn. Vì nhiều khi nhiều người nói là ủa tại sao cái kênh mà không cho em bình luận? Tại vì em là người vô kênh, em có quyền bình luận những gì em thích. Ok, em có quyền bình luận nếu em cảm thấy cái gì đó em khó chịu. Nhưng mà nếu mà trong đó mà chà đạp Hùng Lý quá sức tưởng tượng, mà cứ như gọi là bình luận bậy bạ, mà chửi bậy chửi bạ, có thể nói Hùng Lý ăn chặn tiền từ thiện nè, có thể nói Hùng Lý là làm không đúng từ thiện, Hùng Lý vẫn để lại, Hùng Lý thả tim, ok, để thời gian trả lời. Còn nếu các em mà chửi Hùng Lý như thế này, rồi rủa xả này nọ, thì Hùng Lý sẽ kích cái nick đó ra và Hùng Lý sẽ xóa cái tin nhắn đó nha. Rồi Hùng Lý đã nói về cái phần từ thiện xong rồi nha cả nhà nha. Bây giờ cả nhà hãy cùng Hùng Lý xuống coi chị Giàu đang làm gì ở dưới nha cả nhà. Coi ngày mai em phát chay là sẽ làm cái món gì ha cả nhà ha. Đây cũng là một người là luôn thân cận với em, khuôn mặt thân quen rồi đó mọi người. Chỉ có nhiêu đây thôi cho cả nhà nha. Đó. Đây là chị Giàu đang nấu cái gì đây? Nấu nước tương. Nấu nước tương là ngày mai mình làm món gì chị Giàu?
Bún gạo xào chay. Có thêm gì nữa mà? Có thêm nhiều lắm, nhưng mà đặt rồi nhiều mới có. À, bún gạo xào chay với lại kèm hay là mì đúng không nè? Đó. Rồi đậu hũ đồ vô. Dạ, thì ngày mai thì mọi người thấy là em hỏi chị Giàu rồi, là ngày mai là bún gạo xào trộn với mì xào chay cả nhà nha. Thì trong đó là em gồm có là những cái thêm phần á, thì là ngày mai là em sẽ bỏ chả giò vô. Mà em cũng nói cho mọi người là thường thường đi chợ á, em kêu chị Giàu á đi chợ vào buổi sáng lựa đồ ngon, chứ không phải là em muốn mua đồ mà theo kiểu giống như là ở buổi chiều rồi mà làm từ thiện mà thôi, buổi chiều đồ nó sẽ rẻ hơn nên mình mua đồ buổi chiều đi. Không, em mua đồ tất cả đều người ta lấy từ chợ buổi sáng về, vì vậy là giờ để cải quyết đồ em không có mua cải buổi chiều gì hết. Em mua cải là buổi sáng người ta phải đi chợ về, cải còn mới và còn ngon và cải còn tươi thì em lấy những cái cải đó nha cả nhà nha, chứ không phải là em từ thiện rồi xong em nghĩ là thôi tiết kiệm đi, mình mua những cái cải héo buổi chiều nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà thà không làm nữa mọi người, em nói thật, nếu mà sau này không làm nữa thì thôi, còn mỗi người làm thì mỗi người có một cái suy nghĩ. Nhiều người tiết kiệm một cách khác, còn em tiết kiệm một cách khác là có một cái là em tiết kiệm theo kiểu giống như là em đi em hay nói vậy là chị ơi em làm từ thiện đó chị, nên chị tính giá phải chăng cho em nha, là cái đó thì có. Còn khi mà gọi tiết kiệm theo cách mà mua mà chiều canh đồ mà gọi là người ta dạt ra rồi để nấu thì em không mua. Em kêu chị Giàu tất cả, chị Giàu cứ làm cho em, mua đồ buổi sáng, mua đồ tươi hết cho em đó. Vì vậy là bây giờ là hiện tại bây giờ là chỉ có bún gạo, dầu ăn và nước mắm nước tương chị Giàu đang nấu, là mấy phần này là phần khô nên vì vậy là có thể là mua trước được nha cả nhà nha. Giống như là hộp đồ này nọ để em mua trước được nè đó, rồi những mũ đồ này nọ. Còn cải em không mua buổi chiều được, là cải mua buổi chiều thì những cái cải đó là người ta đi chợ buổi sáng buổi chiều cải nó không được ngon, nên là sáng cải khi mà người ta lấy về là cải buổi sáng em mới lấy cái đó về em luộc. Và cà rốt rồi đậu hũ ngày mai là người ta sẽ giao cho em đậu hũ nóng luôn. Còn chả giò thì bắt đầu chị Giàu làm xong cái phần này, rồi chị Giàu đi vào trong nhà, chị Giàu cuốn chả giò. Mọi người biết cuốn mấy trăm cuốn chả giò đó. Hùng biết nói thật là thường thường là có em Tèo phụ nè, chị Giàu phụ, Bambin phụ nữa nha mọi người. Nhưng mà phần chả giò này không bao giờ chị Giàu, có những lúc mà làm trong phía trong không ai biết, chị Giàu phải kêu người theo phụ nữa. Nó không phải em nói thật nha. Trong nhóm chúng em đàn ông giống như Bambin với em Tèo không thể phụ những cái đó được đâu. Cuốn mấy trăm cuốn chả giò thì chắc chắn chị Giàu phải nhờ người khác. Mà nhờ người khác chắc chắn là Hùng Lý cũng phải cà phê cà pháo của người ta. Mà cái phần đó không, coi như là cái phần đó là Hùng Lý không có tính trong cái tiền chợ này. Hùng biết đó nó là mỗi lần nấu tiền hậu kỳ, những cái phần mà hậu trường thì Hùng Lý sẽ tự xuất tiền túi. Và hồi sáng này Hùng Lý kêu gọi được tính ra là khoảng 320, nếu mà tính ra đi chợ khoảng được 320-330 phần thôi. Nhưng mà Hùng Lý nghĩ là ngày gầm mà thôi, Hùng Lý làm 400 luôn. Hùng Lý xuất cái tiền túi vô. Chị Giàu nghe là 400, chị Giàu nói trời ơi không có đủ, chị đi chợ mà 400 là không có đủ cái tiền mà em nói là em nguyên gốc là không có đủ, nhưng Hùng em bù tiền túi gắn chịu á. Hùng Lý thời giữa trời luôn á, chị Giàu nói với Hùng Lý đi ra Hùng dí chết liền á. Chị Giàu nói em bù vô đó nha Hùng, nhưng mà em mới nói với chị Giàu là đúng rồi chị Giàu ơi, em biết không đủ nhưng mà cái này là em cố tình làm là để dư em bỏ tiền vô. Tại chị Giàu nghe kêu Hùng Lý đi chợ, chị Giàu là người đi chợ mà. Hùng Lý đi chợ chị Giàu, em mới nói là chị Giàu ơi, hiện tại bây giờ là có người đồng hành như vậy đó. Rồi chị Giàu mới nói là có nhiêu đó mà em đòi chị mà làm tới 400 phần như vậy thì tính ra nó không có đủ đâu, em bù tiền túi vô nha. Em nói là ok, cái này là em cố tình. Dạ nha. Thì bây giờ em cũng thông báo với mọi người là thường thường á, nhiều người hỏi với em mấy ngày trước á, hỏi với em Hùng Lý ơi, chị muốn đồng hành 100 phần, 50 phần thì giá tiền bao nhiêu một phần? Em im lặng, em không trả lời. Là lý do là tánh em không có trả lời bừa bãi mà trả lời đại được. Em mới nói là chị ơi, ngày gầm hồi đó giờ em chưa có nấu chay ngày gầm lần nào hết, nên em không biết cái giá đi chợ nó như thế nào. Bây giờ lỡ em trả lời với chị đại á, ai ngờ đi chợ á, nó rẻ hơn cái giá đó, thì chẳng khác nào em báo sai và em báo lố. Nên vì vậy là em chưa biết. Thôi bây giờ anh chị nào ủng hộ em 500-300 ủng hộ đi. Rồi xong em đi chợ xong thì em mới biết là khẩu phần nó là bao nhiêu một phần. Vì vậy là hôm nay em đi chợ hồi sáng là em đã biết rồi. Thì là tính ra cái đi chợ này là 1,5 triệu á, thì nó ra tầm được 100 phần nha anh chị nha. Thì em làm chả giò em mua là mua đồ ngon luôn. Em mua môn nè, rồi nấm nè, thì nọ em mua đồ ngon không để cuốn vào chả giò, rồi đậu hũ. Và tất cả nói chung là em mua đồ là mua đồ sang không á. Một phần là 15 ngàn là cơm chay, là gọi là em tối, giống như là em hòa tiện tối đa luôn á nha cả nhà. Thì cả nhà có thể là cái em gãi đó, con kiến nó cắn em không phải là em gãi giờ nè, con kiến nó cắn em mọi người ơi, con kiến em mới nằm trên trước nó cắn em rồi xong. Em đứng em gãi quá trời gãi, ai tưởng giống như là lá ướt đi trước, cái gì á, lá khô đi trước lá ướt theo sau đồ đó, hai lá gặp nhau tha hồ mà gãi đồ đó, mà không phải em bị kiến cắn. Dạ
đó thì em đã đi chợ chị Giàu được là em tính là chị Giàu ơi, thí dụ em đi 1,5 triệu thì chị Giàu sẽ đi chợ được cái gì và nó ra được bao nhiêu phần, thì 1,5 triệu nó 100 phần nó sẽ mua bao nhiêu tiền, nó sẽ ra được 100 phần đó, thì là ra được là 1,5 triệu ra được 100 phần thì là tính ra 15 ngàn một phần. Còn phần cơm của ngày mốt nữa là ngày 15 á, thì cơm em nghĩ cơm chay nó sẽ mắc hơn ạ. Cơm chay sẽ mắc hơn là mấy cái mì căng rồi nọ thì nó sẽ cao hơn, thì em sẽ thông báo với mọi người sau. Tại vì em làm hôm nay là bún gạo thì em biết giá của bún gạo với lại mì thôi nha cả nhà nha. Đó bây giờ là em xin thông báo như vậy. Còn bây giờ á em sẽ kết thúc clip này, thì em mọi người hãy chờ tầm tối nay tầm khoảng 6 giờ em có đi tương tác với một người mà ít clip up lên chắc phải tầm 7 giờ mấy clip sẽ up lên. Thì mọi người ở trên kênh Sức Sống Mới nè, Hùng Lý hỏi mọi người nè, mọi người có biết em Trần Hồng Phước mà cái thời gian á, chắc kênh của anh Điên Trang Sáng 15 là không biết rồi, tại anh Điên Trang Sáng 15 mới đồng hành với Hùng Lý đây thôi, nên là những người trên kênh anh là sẽ không có biết cái về của hoàn cảnh của em này. Em Trần Hồng Phước này á, cái thời điểm mà Hùng Lý đồng hành mà để giúp đỡ em á, là em bị bệnh phổi rất là nặng. Rồi mọi người biết cái thời điểm đó là nhiều người á, điện thoại cho Hùng Lý là lại quay cho chị đi, lại giúp đỡ chị đi, mà mọi người biết là hoàn cảnh nghèo thì rất là nhiều, mà một ngày mà cỡ 10 người gọi Hùng Lý không thể đi quay được, nên Hùng Lý không có tiếp nhận. Hùng Lý chỉ nhìn hoàn cảnh nào mà có duyên với mình Hùng Lý sẽ tại lợi Hùng Lý quay. Nhưng mà em Trần Hồng Phước này điện thoại cho Hùng Lý hoài luôn, điện thoại hoài, thì Hùng Lý không biết sao chắc có duyên Hùng Lý mới tới tìm em. Thì lúc em nằm mọi người nghĩ là giống như là người sắp chết vậy đó. Mọi người xem cái clip lại là Hùng Lý lần đầu tiên đến thăm em Trần Hồng Phước. Thì cái lúc đó mọi người biết là Hùng Lý không có suy nghĩ kịp luôn, tức tốc và giao lưu với một người anh. Thì Hùng Lý tức tốc qua ngày mai kêu Thái đưa em đi cấp cứu ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch liền. Và lúc đó mọi người biết là Hùng Lý chưa hề gom tiền được, mới đi quay clip đầu tiên thôi, chưa có ai thông báo là sẽ ủng hộ Hùng Lý hết. Nhưng mà em đó là người trong cộng đồng LGBT, nên Hùng Lý cảm nhận được nếu mình là người nằm ở đó mà không có gia đình, Hùng Lý cảm thấy thật sự là tủi. Và nếu mà nhắc lại cái hoàn cảnh đó, Hùng Lý cảm thấy rất là buồn. Tại vì những người chung cộng đồng LGBT của mình rất là khó khăn. Không biết nói thế nào, Hùng Lý cảm thấy rất nghẹn. Rồi cái ngày đó thì tới thăm em mà em lại là mẹ mất nè. Rồi cha đó thì Hùng Lý liên lạc được, mẹ cha của em lại không nhận em, nên Hùng Lý đã đưa em vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Thì cuối cùng thì cứu được em qua cơn nguy kịch rồi về nhà. Thì bây giờ Hùng Lý mới nghe tin là em đã mất rồi mà nằm ở bệnh viện ở quận 6, mà không biết anh nằm ở bệnh viện nào hết. Nên Hùng Lý tối nay sẽ đi qua gặp một người cô của em. Em không có gia đình, có người cô này, bà cô là bà con xa luôn. Thì Hùng Lý nói là nếu Hùng Lý tìm được xác của em mà có người nhà ba em chịu đứng ra lãnh, Hùng Lý không cần bắt bỏ tiền gì hết, Hùng Lý sẽ tự bỏ tiền ra lãnh xác em về và mai táng em. Nhờ thầy tụng mai táng em xong, Hùng Lý sẽ bỏ tiền ra gửi em vào chùa cúng thức 7 thức cho em luôn. Hùng Lý không kêu gọi mạnh thường quân, đây là Hùng Lý thật. Coi như là Hùng Lý cố gắng làm một cái điều cho một người cộng đồng LGBT của mình mà bị vô phước, nên Hùng Lý sẽ cố gắng làm điều đó. Giờ nói cũng biết nói như thế nào. Nói chung là Hùng Lý thực sự là cũng ít có cảm xúc lắm, nhưng mà cái cảm xúc này là nghĩ là nếu mình là một người em, mình là người là em đó mà người cộng đồng LGBT mà về già đó mà không có ai mà gọi là bên cạnh mình đó, Hùng Lý cảm thấy thực sự rất là tủi và khó khăn. Nên là em đã ra đi, nhưng mà bây giờ là không biết xác em nằm ở đây, nhưng mà không biết xác em nằm ở đâu, nhưng mà vòng bệnh viện ở quận 6 thì Hùng Lý sẽ cố gắng tìm được em và làm một cái lần cuối cùng cho em để em có cảm thấy là vui, yên lòng để an nghỉ nha cả nhà nha. Thì cả nhà chờ tối nay Hùng Lý sẽ một cái clip đó. Thì giờ nói không, thôi giờ kết thúc clip đi. Chúc cho cả nhà mình một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Và hy vọng là mọi người tối nay sẽ chờ cái clip đó, Hùng Lý tương tác với cô của em. Và có ai thương Hùng Lý sẽ giúp Hùng Lý là chỉ cách Hùng Lý làm cách nào để tìm được em dễ nhất. Tại vì Hùng Lý hồi đó giờ không có gành. Nói thực tế luôn, Hùng Lý là con cưng trong gia đình và gọi là được gia đình che chở, nên mà những cái điều bên ngoài mà để đi mà khảo sát này nọ Hùng Lý dở lắm. Nhưng mà cái này là cái sự mà gọi là thôi thúc cho Hùng Lý làm là gì, là em là người cộng đồng LGBT
em đang gọi là trong cái tình thế nằm ở một cái nào nơi nào đó, Hồng Lý nghĩ là không có người thân bên cạnh và không có gia đình bên cạnh, nên Hồng Lý muốn làm một cái điều gọi là một cái điều gì đó cho một người em trong cộng đồng của mình nha cả nhà nha. Kết thúc clip, Hồng Lý xin chúc cho cả nhà mình một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc, và hãy chờ đón cái clip thứ hai của Hồng Lý tối nay tương tác cùng cô em Trần Hồng Phước nha cả nhà. Bye bye cả nhà.